Listening 59. Listen and sing. What's in the classroom? What's in the classroom? Let's have a look. Posters and pictures and work in a book. What's in the classroom? What can you see? Drawers and a cupboard for you and for me. What's in the classroom? What's over there? A door and a window, a table and chair. What's in the classroom? What can you see? A board and pegs for you and for me. Chúng mình cùng nhau ôn lại các từ đã học ở bài trước. Nghe và đánh số. Listening 64. Listen and number. Hello. My name is Sally. I go to Parkside School. 1. Can you see me? I've got long hair. It's blonde. 2. Our teacher is Mrs. Smith. She's got curly hair. 3. My friend is Will. He's got short black hair. 4. We've got a big white board in our classroom. 5. There are two windows in the classroom. 6. There is one door. On the door is a poster. It says, Welcome to Grade 4. Chúng mình cùng nhau kiểm tra bài làm. Dùng các từ gợi ý để hỏi và trả lời với mẫu câu cho sẵn. Gạch chân dưới chữ hoa ở đầu câu. Khoanh tròn chữ hoa bắt đầu của tên theo mẫu. Giờ chúng mình cùng đối chiếu đáp án với cô nhé. Viết lại các câu với chữ hoa theo mẫu câu cho sẵn. Các con kiểm tra kết quả bài làm của mình.
Khoanh tròn một từ khác loại rồi viết theo mẫu. Chúng mình cùng nhau kiểm tra bài làm. Quan sát tranh, đọc các câu rồi điền đúng hoặc sai. Giờ chúng mình cùng đối chiếu đáp án với cô nhé. Điền can hoặc can't vào câu cho thích hợp. Các con kiểm tra kết quả bài làm của mình. Nối tranh và viết theo mẫu. Chúng mình cùng nhau kiểm tra bài làm. Khoanh tròn vào âm có trong từ chỉ tranh minh họa theo mẫu. Giờ chúng mình cùng đối chiếu đáp án với cô nhé. Nhìn tranh và viết từ theo gợi ý. Chúng mình cùng nhau kiểm tra bài làm. Viết các từ cho sẵn vào chỗ trống cho thích hợp. Giờ chúng mình cùng đối chiếu đáp án với cô nhé. Viết các từ cho sẵn vào các cột theo gợi ý. Các con kiểm tra kết quả bài làm của mình. Xếp lại các từ thành câu. Chúng mình cùng nhau kiểm tra bài làm. Viết chữ cái để hoàn thành từ theo tranh gợi ý. Các con kiểm tra kết quả bài làm của mình. Chúng mình vừa kết thúc bài học rồi. Các con hãy hoàn thành phần dặn dò của cô nhé. Chúc các con học thật tốt.